Xin mình chào tất cả các anh em, các ông chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm cái clip để giới thiệu về ba đôi mát 25 và combo LR25. Cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu về thông số về bát rời và tép kèm để cho tất cả các bác dựng loa. Đối với combo LR bên tay phải của Tùng Nguyễn Audio đây thì cái loại kia và loại này cũng đều snap sang bộ này. Rất là hay. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin giới thiệu về combo 25LR. Bát của nó là màng giấy gân vải tẩm dầu 2 gân từ 170. Và côn của nó côn 63 lít, có đôi 46 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. 6 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Cái cấu hình của bát 25LR này là một sản phẩm hàng chính hãng của công ty. Đây các bác nhìn tép đây. Tép nó cũng thế. Tép là nắp nhôm. Tép này của nó nếu mà nắp vào bát 25 này thì tép này của nó rất là khỏe. Em nên lên cho nó chính hãng thôi. Còn con tép này là khu 14 từ 120. Nắp 30 thì nắp cặp tép này rất là hay rồi. Nếu mà nắp con này thì các bác chơi nhiều súp vào cho em thì tép này nó khỏe. Từ 120 khu 14. Tép LR. Nắp nhôm. Phân tần của nó là BL1. BL1. Đường bát, đường check là 2 đường nhá. Đường input là đường vào, bóng câu chì để chống cháy. Bát 25LR là từ 170 côn 63. Hàng chính hãng của LR là phải có tem nữa. Bát riêng cái dòng bát 25 này trên thị trường nó đang nhập cái loại nhái nhái rất là nhiều. Đấy, có một cái địa phận gì của công ty nào ở Trung Quốc ấy. Riêng chỉ có 25 nó là như thế. Và có tem QC nhá. Bát 25LR hàng chính hãng. Và hàng LR phải có thùng của LR. Phải có thùng của LR. Côn fit. Cái combo này là một đôi bát, một đôi tép và một đôi phân tần 2.850 bên Tùng Nguyễn bao ship. Và hôm nay tiếp tục sang cái sản phẩm. Nếu như các bác mua loa lắp loa nằm muốn tiếng ca sáng thì sử dụng đôi phân tần là KTV211, một bát và hai tép giấy, một bát và bốn tép giấy đều lắp được bộ phân tần KTV211 này. Bản màu đỏ ớt này. Con bát 25 Martin này thì giúp cho tiếng ca sáng. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng giấy 470 và côn 63. 1.250.000 một cặp bát này. Bao ship là 1.350.000 cặp bát 25 Martin. Bích màu đen, xương nhôm gang đúc. Đấy. 470 và côn 63. Loại này ca rất sáng luôn. Nó full nó nằm đều lắp vào ok này. Còn đây là cặp bát neo 25 này, gân vải. Bát 25 neo BM. Côn 75, loại U trắng. Con này dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Và bát 25 neo BM này là 2.4 triệu một cặp, được bao ship 2.4 triệu cặp bát này. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm clip để giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm để các bác thay loa, thay bát, nắp mới, phân khúc loa gia đình. Thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm thì hãy liên hệ cho em Tùng. Nhận hàng các bác được kiểm tra rồi thanh toán tiền. Và các bác xem video thì đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.